Xin chào tất cả mọi người, mình là Em Nguyễn, Video Editor tại công ty V. Và hiện tại công ty V đang tuyển dụng vị trí Video Editor. Nên là chúng ta hãy cùng xem coi là vị trí này sẽ cần có những skill gì nha. Let's go. Đầu tiên, để làm Video Editor tại công ty V thì em cần phải nắm hết tất cả các phần mềm edit cơ bản sau đây. Ok, đầu tiên là mình sẽ mở Premiere lên nè, xong mình chỉnh audio trong này nè, xong rồi mình xuất cái audio đó ra. Xong rồi mình sẽ qua bên Final Cut để mình làm multicam ha. Đó, vậy nè, đó, multicam xong hết rồi á, là giờ mình sẽ qua DaVinci để mình re màu, xong rồi mình sẽ render bên này, xong rồi mình sẽ qua CapCut để mình thêm effect, xong rồi mình làm reel, xong rồi mình up social. Ngoài ra, em còn phải nắm tất cả những cái phần mềm design cơ bản để mình hỗ trợ team design lúc mà cần. Ok. Hey, team chị sẽ đi du lịch, chị có để lại một cái file để mọi người thay vô template, mọi người ở lại vui vẻ nhờ. Khi mở file thiết kế. Chị có để lại một cái file để mọi người thay vô template. Ngoài ra, một điều rất quan trọng nữa là em phải thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt để edit. Are you ready? Yes, I am. Xin chào mọi người đến với podcast Have a Sip. Thank you so much for taking time. Thank you for coming. Mistake and not being afraid of failure is one of the prerequisites. Potremmo dire che la capacità di costruire in un team があるから, tipo branding remember a very sensational tech talk molto importante poterla promuovere da fai esperienza. Thì sao mình review cảm giác? Eo ơi, eo. Nhân dịp năm mèo thì anh nghĩ là mình nên làm một video về mèo, em nghĩ sao? Nội dung sao ạ? Nội dung em cứ làm anh bất ngờ được. Cố lên em, anh biết em làm được. Video chúng tôi làm ra. Chúng ta sắp bước vào năm Quý Mão, là năm của những chú mèo lười đáng yêu, hay nói chính xác hơn là năm của Boss. Ngoài những kỹ năng mà chị kể trên đó, thì mình còn kỹ năng nào khác nữa không? Thì mình cũng hơi đông nên là em sẽ phải biết cách teamwork với mọi người. Rồi em phải chấp nhận feedback nha. Đó, giờ em cho chị cái logo nó bự lên. Logo này nó còn bự lắm biết. Không, phải bự lên. Chữ cách đồng vậy không được. Cái chữ phải xuống hàng một xíu. Phải. Khi làm editor ở công ty V, bạn cảm thấy như thế nào? Làm editor công ty V hả? Vui lắm mấy bạn ơi. Thì có vô làm đi, làm chung với mình nè. Mental breakdown luôn. Mình làm motion designer. Điều bạn thích nhất khi làm editor ở công ty V là gì? OT. Nói chung là cũng có tiền nên là mình vẫn tiếp tục làm. Mình được làm motion và mình được edit video. Trời ơi, mình được edit những cái content rất là hay luôn đó mọi người. Đặc biệt là đồng nghiệp của mình, là những khách hàng muốn bò tiềm năng của mình. Điều mình thích nhất khi làm editor công ty V đó là được edit những content mà cảm thấy rất là thú vị, rất là bổ ích và nhiều kiến thức. Tại sao bạn vẫn tiếp tục làm ở đây? Tại mình được ăn hai đầu lương. Mình chọn làm ở Vietcetera tại vì mình mới làm đây 9 tháng mọi người ơi, chưa được review tăng lương được 2 nữa. Và ở đây có những đồng đội rất là dễ thương, rất là chan hòa với nhau. Mình quyết định làm ở đây tiếp là vì đồng nghiệp, lương bổng, benefit, thùy minh. Mình chọn làm ở đây vì mình yêu nghề và mình yêu đồng nghiệp. Mình vẫn tiếp tục làm ở đây tại vì những người đồng nghiệp rất là dễ thương của mình. Mình thật sự nghĩ là mọi người nên vô làm nha. Chúng mình đang tìm editor. Chào Vietcetera. Ủa, là mình được nhận rồi mới vô đây ngồi đúng không?